Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 30 ngày kích hoạt từ vựng chủ đề về Jobs and Employment nha. Hello. Hello. Mỗi ngày livestream đã thấy có rất là nhiều bạn mới. Hello, xin chào tất cả các em. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Jobs and Employment. Hôm nay đã là ngày thứ 23 và ngày số 24 với cái chủ đề này rồi. Chúng ta sẽ chỉ còn 3 chủ đề nữa là chúng ta sẽ kết thúc chương trình 30 ngày kích hoạt từ vựng nha. Sau 30 ngày kích hoạt từ vựng thì sẽ là những livestream để tổng ôn tất cả những nội dung liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, phát âm và đọc hiểu. Cô đã up cái lịch cụ thể về từng phần học lên trên Facebook của cô rồi. Các em có thể vào xem lại nếu như các em chưa biết nha. Ok, sau 30 ngày sau 30 ngày kích hoạt từ vựng kết thúc thì chúng ta sẽ có các cái buổi học về các kiến thức cơ bản phát âm, ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu theo từng buổi và có lịch cụ thể. Những bạn nào chưa biết cái lịch đó thì chúng ta có thể vào Facebook của cô để xem nhé. Và các em theo dõi trên cái trang cá nhân của cô sẽ có đầy đủ các thông tin. Tuy nhiên là khi mà cô post những cái nội dung thông tin mà quan trọng thì các em nên share về tường của mình. Bởi vì là khi mà cô up rất là nhiều bài lên thì nó sẽ có thể bị trôi xuống và em sẽ có thể bị miss thông tin nhá. Do vậy mà chúng ta tốt nhất là cứ nên chia sẻ về trang cá nhân của các em luôn để chúng ta lưu giữ được tất cả những cái nội dung quan trọng, những cái thông tin quan trọng mà cô post. Ok rồi. Mỗi ngày livestream đều thấy rất là nhiều bạn mới xem. Ok. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề Jobs và Employment, chủ đề về việc làm ngày hôm nay nha. Ok, rồi cái phần bảng từ này thì cô đã post ở trên Facebook cá nhân của cô rồi. Các em hoàn toàn có thể vào Facebook cá nhân của cô để các em lấy phần bảng từ. Trong mỗi phần tài liệu mà cô gửi cho các em đều có một phần bảng từ như thế này. Bảng từ sẽ bao gồm từ này, bao gồm phát âm này, bao gồm loại từ và bao gồm nghĩa. Vậy thì học cái bảng từ này các em sẽ có thể nắm được một số khá là nhiều các từ vựng liên quan đến chủ đề. Được chưa ạ? Ok, một số rất là nhiều các từ vựng liên quan đến những cái chủ đề mà sẽ có thể gặp phải trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia nhé. Rồi với cái chủ đề Jobs và Employment ngày hôm nay thì nó cũng được coi là một chủ đề khá là lớn mà các em sẽ có thể gặp phải trong bài thi Trung học phổ thông quốc gia. Và ở đây qua 30 câu mà cô sẽ làm việc cùng với các em trong 2 buổi về chủ đề này thì chúng ta có 35 từ tất cả nhé. Đó, có 35 từ tất cả. Thì trong bài này cũng không có quá nhiều từ mới nên cô sẽ chỉ liệt kê những cái từ quan trọng mà giúp các em có thể làm được bài thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với các bài tập vận dụng của chủ đề Jobs and Employment ngày hôm nay nhé. Ok. Cháu 2K2 vào học từ vựng phục vụ cho... Ok, phục vụ cho việc IELTS hả? Cũng được, không sao. Ok nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu hỏi số 1 nha. Câu hỏi số 1 này. The three friends all for the same jobs.
Đối với cái câu hỏi số 1 này, chúng ta sẽ có 4 phương án đều là động từ, đúng không ạ? Khi chúng ta có 4 phương án đều là động từ thì chúng ta sẽ phải xem nghĩa của nó một chút nhá. À, cô thường live lúc 21 giờ các em nhá. Những bạn nào chưa biết về cái thời gian live của cô thì cô sẽ thường live vào lúc 21 giờ. Được chưa? Hôm nay cô có việc bận nên cô live muộn một chút thôi, còn bình thường sẽ là 21 giờ nhá. Câu hỏi số 1 này, the three friends all for the same job. Ở đây chúng ta nhìn thấy tất cả những cái này, tất cả những cái từ này của chúng ta đều là động từ đúng không ạ? Mà ở đây quan trọng nhất của cô là có một cái giới từ là for. Và có một cái cụm mà em không thể không học được khi mà các em học về chủ đề việc làm. Đó là chủ đề, à, đó là cụm từ là apply for. Được chưa ạ? Apply for là xin việc nhá, hay là đăng ký vào một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Được tuyển dụng vào một công việc nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ apply for. Được chưa? Apply for, cái cụm này là vô cùng quen thuộc đối với chủ đề job và employment nhá. Ok. Rồi. Ở đây cô sẽ có apply for, cô chọn luôn đáp án A. Được chưa ạ? Choose của cô ở đây là lựa chọn này. Choose là lựa chọn này. Requested của cô ở đây là yêu cầu này. Được chưa ạ? Referred thì đi với giới từ to, có nghĩa là ám chỉ đến cái gì, đúng không ạ? Nói đến cái gì, chỉ đến cái gì. Ok chưa? Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án là A. Và các em nhớ cho cô cụm từ apply for là xin việc, đúng không ạ? Ứng tuyển nhá. Xin việc hoặc là ứng tuyển vào đâu? Xin việc hoặc là ứng tuyển. Được chưa? The three friends all apply for the same jobs. Ok. Rồi câu số 2 của cô này, two were sacked because. Ở đây cô có từ sacked là từ gì đấy ạ? Là sa thải, bị sa thải. Được chưa? Bị cho nghỉ việc, bị sa thải. Và cái này của cô sẽ bằng một cái cụm đấy là be dismissed, cũng mang nghĩa là bị sa thải. Được chưa? Bị đuổi việc. Hai người như thế nào bị sa thải bởi vì họ luôn luôn đến muộn. Từ turn up của cô ở đây sẽ bằng với từ show up nhá. Turning up sẽ bằng với showing up và bằng với arrive, có nghĩa là đến đâu đó. Được chưa? Đến một cái địa điểm nào đấy. Được chưa? Đến đâu. Ok. Được chưa? Đến đâu đó. Vậy cô có một cái cụm giới từ, à cô có một cái, yeah, à, cô có một cái cụm động từ turning up bằng với showing up, mang nghĩa là đến đâu đó, có mặt tại đâu đó. Được chưa? Nào, hai người nào bị sa thải bởi vì họ luôn luôn. Ở đây có một cái cụm này mà cô sẽ dạy các em thêm để cho các em nắm được. Phần này đã sẽ thuộc về phần ngữ pháp. Tuy nhiên là cô nói qua, cái này còn cái này ở trong cái khóa ngữ pháp thì cô sẽ dạy, đã dạy rất là kỹ rồi ở ngay cái bài đầu tiên nhá. Những bạn nào học ngữ pháp thì các em biết rồi, nhưng mà những bạn nào mà chưa để ý đến cái phần này thì cô nói qua một chút. Đấy là chúng ta sẽ có một cái là hiện tại tiếp diễn nhá. Câu này nó đang ở quá khứ ấy, nó đang ở quá khứ chẳng qua là gì, bởi vì cái hành động này nó trong quá khứ thôi. Chứ còn chúng ta lưu ý cho cô này, chúng ta sẽ có hiện tại tiếp diễn kết hợp với always hoặc kết hợp với continually. Continually. Được chưa ạ? Nghĩa là cứ liên tiếp, liên tục, lúc nào cũng như vậy. Và cái cụm này của cô trong cái bài về phối hợp thì, à trong cái bài về chia động từ, nó để chỉ một cái sự phàn nàn về điều gì nhá. Người ta phàn nàn về một điều gì đấy. Ví dụ cô có câu là anh ta lúc nào cũng nói chuyện ở trong lớp chẳng hạn, đúng không? Anh chàng này lúc nào cũng nói chuyện trong lớp, thì cô sẽ có câu là he is always talking in class. Tại sao cô lại phải nói cái điều này với các em? Bởi vì cái câu này sẽ là câu mà người ta rất là hay lừa các em này. Cái câu này rất là hay lừa. Ví dụ như trong các cái bài hỏi về ngữ pháp ấy nhá, người ta lừa em về cái phần này. Vì sao biết không? Bởi vì thứ nhất này, cái từ always của cô, chúng ta hay nói rằng là khi có always thì động từ sẽ chỉ ở hiện tại để chỉ một hành động luôn luôn xảy ra, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu như cái từ always xuất hiện với một cái nghĩa phàn nàn thì chúng ta sẽ lại phải sử dụng nó với hiện tại tiếp diễn. Hay nói cách khác là chúng ta sử dụng nó với thì tiếp, à với cái dạng thức tiếp diễn để chỉ sự phàn nàn. Được chưa? Vậy thì khi mà em chia động từ với từ always, em phải cẩn thận. Em phải xét cho cô hai vấn đề. Một là em phải xét xem là nó có phải là động từ, nó có phải là cái câu để diễn tả sự thường xuyên xảy ra một hành động nào hay không. Nếu diễn tả sự thường xuyên, chúng ta chia động từ hiện tại đơn. Còn nếu diễn tả sự phàn nàn thì chúng ta lại phải chia hiện tại tiếp diễn nhá. Đừng để bị nhầm. Cái này những bạn nào học ngữ pháp cô đã phân biệt rất là kỹ rồi. Và vì là bộ, tức là đề thi nó hay lừa vào chỗ này, cho nên là cô phải nói rất là kỹ cái phần này nhá.
Rồi, còn ở đây cô đang tập trung vào từ vựng cho nên cô chỉ giới thiệu cho các em về cái phần đấy thôi, được chưa ạ? Rồi chúng ta quay trở lại câu 2, chúng ta có hai người như thế nào bị sa thải. Đã là người bị sa thải điều đó có nghĩa là đã là nhân viên rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái từ đầu tiên applicant nó chính là bắt nguồn từ cái từ apply này, là người xin việc. Đúng không ạ? Một người apply vào một cái công việc nào đó thì chúng ta sẽ có là người xin việc. Ok chưa? Applications của cô cũng là danh từ, nhưng cái này nó mang nghĩa là sự xin việc. Nhá, sự xin việc, việc đăng ký vào đâu đó. Employers là nhà tuyển dụng, nhà quản lý. Được chưa ạ? Nhà tuyển dụng hay là người quản lý nhá. Đó. Thế còn cái đuôi y này cũng là luôn luôn là đuôi chỉ người, và trong trường hợp này nó mang nghĩa là người làm việc hay là nhân viên. Đúng không ạ? Người làm việc hay là nhân viên. Vậy thì ai sa thải vì luôn luôn đến muộn ạ? Ai sa thải vì luôn luôn có mặt trễ? Không thể là người xin việc được, đúng không ạ? Bởi vì người xin việc thì chưa vào làm cho nên chưa thể bị sa thải, đúng không? Application cũng không phải. Employer là người quản lý. Ở đây cô sẽ phải chọn đáp án là D, đúng không ạ? Anh ta bị sa thải. Cái người nhân viên này bị sa thải. Ok. Tiếp theo câu số 3 này. They have been no. Không có cái gì ở trong cái văn phòng, ở trong cái phòng ban của chúng tôi. Department trong trường hợp này nghĩa là phòng ban, đúng không ạ? Không có cái gì ở trong phòng ban chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Không có cái gì ạ? Nào, thứ nhất, cô có từ promotion. Từ promotions của cô đây là sự thăng chức. Sự thăng chức. Từ perks của cô đây là thù lao thêm. Thù lao làm thêm. Được chưa? Pension là lương hưu. Lương hưu. Và permits là giấy phép. Các em lưu ý nhé, cái động từ nó vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu là động từ thì nó sẽ mang nghĩa là cho phép. Được chưa? Còn nếu là danh từ thì nó sẽ mang nghĩa là giấy phép, permit. Ok chưa? Vậy thì trong trường hợp này cô sẽ chọn được đáp án là gì? Hơn một năm nay thì không có cái gì. Ở đây chúng ta căn cứ cho cô vào động từ của cô đang ở dạng số nhiều. Nhá. Động từ cô đang dạng số nhiều cho nên là sẽ không đi với tiền này. Được chưa ạ? Permits thì không hợp với nghĩa rồi, cho nên đáp án đây sẽ là đáp án A. Gần một năm nay không có ai được thăng chức ở cái phòng ban của tôi cả. Được chưa ạ? Ok. Rồi câu số 4 này. The for this position. Nào, cái gì cho cái vị trí này? Vị trí, position là vị trí. Cái gì cho cái vị trí này mà bắt đầu ở mức 30.000 đô một năm? Cái gì ạ? Khi chúng ta nhắc đến 30.000 đô một năm thì chúng ta nhắc đến cái gì? Nào, ở đây tất cả cái chỗ này nó đều chỉ tiền hết. Tuy nhiên cái sự khác biệt của nó là cái gì? Thứ nhất, từ salary của cô đây là lương. Và lương này là lương theo tháng, theo năm. Thì người ta gọi là salary. Được chưa ạ? Payment là tiền trả cho một cái, tiền trả cho một cái dịch vụ hay là mua một cái gì đấy. Được chưa ạ? Chúng ta có payment. Được chưa? Wage của cô đây là lương theo tuần. Nhá. Đó, ở nước ngoài họ rất là hay trả lương theo tuần, đúng không ạ? Cho nên họ có từ wage. Còn chúng ta thì chủ yếu trả lương theo tháng, theo năm thì chúng ta hay dùng từ salary, đúng không ạ? Tip, tip nó là tiền tiền boa đấy các em. Tức là tiền thưởng thêm cho một những cái dịch vụ nào đó. Được chưa ạ? Tiền thưởng thêm cho những cái dịch vụ nào đó. Vậy thì gì ạ? Cái gì đấy cho cái position này bắt đầu 30.000 đô một năm. Vậy không thể là lương theo tuần, đúng không ạ? Không thể là không thể là tiền trả dịch vụ hay không thể tiền boa được. Đáp án của cô phải là đáp án A, the salary. Đúng không ạ? The salary for this position starts at $30,000 per year. Ok. Bắt đầu 30.000 đô một năm. Được chưa? Ok. Now next one, number 5. Câu hỏi tiếp theo của cô là câu hỏi số 5 này. After a terrible argument with her boss, she handed in her. Nào, cô có một số từ. Terrible đây là kinh khủng. Được chưa? Rất là kinh khủng này. Argument ở đây là cãi vã. Cái sự cãi vã. Đấy. Có một cái sự cãi vã rất là kinh khủng với người sếp của mình. Và cô ấy hand in là nộp. Đấy. Sau khi có một cái sự cãi vã rất là khủng khiếp với sếp của mình thì cô ấy đã nộp cái gì? Thứ nhất, reservation của cô ở đây nó mang nghĩa là sự đặt trước. Ok, sự đặt trước. Các em ơi, các em xem live của cô, các em nhớ cho cô là chúng ta sẽ phải comment những cái từ mà các em học được ở trong cái câu đó. Nói cách khác là các em comment những cái từ mà cô đã giải thích nghĩa.
nó tương tác cùng với cô, được chưa ạ? Hoặc em comment đáp án để cô biết là các em có đang học bài, được chưa ạ? Từ tiếp theo, reputation của cô, đây là danh tiếng, sự nổi tiếng, được chưa? Resignation là sự từ chức nhá, sự từ chức, được chưa? Responsibility ở đây là trách nhiệm. Vậy trong trường hợp này cô chọn cái gì? Trong trường hợp này, nộp đơn từ chức, có đúng không? Sau khi mà cô ấy có một cái sự cãi vã kinh khủng với cả người sếp của mình thì cô ấy đã nộp đơn từ chức. Resignation, đúng không? Ok, resign. Động từ của nó là động từ resign và danh từ là resignation, được chưa? Rồi, after a terrible argument with her boss, she handed in her resignation. Ok. Rồi, câu số 6 này. He has recently got an interesting something in a textile factory. Ok. Textile ở đây của cô là dệt nhá. Vậy thì textile factory là nhà máy dệt, được chưa? Nào, gần đây anh ta có một cái gì đấy rất là thú vị ở trong một cái nhà máy dệt. Có cái gì? First one we have employment, có nghĩa là sự làm công, sự thuê mướn, được chưa? Work của cô đây là công việc. Job của cô là việc làm, được không? Có một cái việc làm. Occupation của cô đây là nghề nghiệp. Đấy, những cái từ này nó giống giống nhau đúng không các em? À, khi mà chúng ta học về cái chủ đề chủ đề về employment thì chúng ta thấy nó giống giống nhau, các từ nó giống giống nhau đúng không ạ? Rồi, thì ở đây lưu ý giúp cô, nó có một cái giới từ là từ un, đúng không ạ? Trước đây nó có một cái giới từ, vậy ở đây sẽ phải là một danh từ đếm được và dạng số ít, đúng không ạ? Nó phải là một danh từ đếm được và dạng số ít. Vậy thì employment không đếm được, cô loại, đúng không? Occupation đếm được nhưng nó không hợp với nghĩa, cô cũng loại, đúng không ạ? Ở đây lại gần đây anh ta có được một cái việc làm rất là thú vị ở trong nhà máy dệt, hay là một công việc thú vị. Tuy nhiên từ work trong trường hợp này, nếu là công việc, nó là danh từ không đếm được nhá. Nó lại là danh từ không đếm được, vậy chúng ta không thể dùng nó với cả un được. Vậy đáp án cuối cùng cô chọn C, uninteresting job. Okay. He has recently got an interesting job in a textile factory. Okay. You're very clear, right? Okay, number 7. Câu số 7 nha. All the members of something were asked to attend the meeting. Tất cả thành viên của cái gì ở đâu đều được yêu cầu là tham dự cái buổi họp đó. Okay, attend. Cô có từ attend, có nghĩa là tham dự. Okay chưa ạ? Tất cả thành viên của cái gì? First one we have employees là nhân viên. Nhân viên. Vậy cô phải nhân viên, vậy cô loại luôn đáp án này nhá. Bởi vì không thể tất cả các thành viên của nhân viên được, đúng không? Company là công ty. Được chưa ạ? Workers cũng là nhân viên hay là công nhân. Được chưa ạ? Công nhân. Staff của cô cũng là nhân viên. Nhá. Nhân viên. Vậy thì ở đây chúng ta lưu ý cho cô, chúng ta phân biệt cho cô này. Workers thường là những người mà người ta làm các công việc liên quan đến tay chân thì mình sẽ gọi họ là workers. Employees là những người mà, tức là nó, employees là người làm công. Cái từ này nó rất là rộng. Tất cả những ai đi làm thuê, làm mướn, làm nhân viên, làm thợ, làm gì đấy chăng nữa, họ đều là employees hết, đúng không ạ? Và staff của cô là nhân viên, thường để chỉ những người mà làm các công việc ở văn phòng nhá, thì chúng ta gọi là staff, được chưa? Đó, để các em phân biệt được. Còn workers thường là những người làm việc tay chân. Vậy trong trường hợp này cô sẽ phải chọn đáp án gì ạ? À, sorry. All the members of company. À, ok. Ở đây chúng ta sẽ phải chọn đáp án cho cô là staff nhá. Tất cả thành viên của cái đội ngũ nhân viên nhá, được chưa? Staff ở đây nó vừa là một nhân viên, cô có là a staff nhá. Hoặc là staff nếu nó đứng một mình thì nó mang nghĩa là đội ngũ, chỉ một tập hợp, được chưa? Ở đây cô không chọn company, vì sao ạ? Bởi vì nếu như có company, nếu như chọn company thì nó sẽ phải là the company nhá. Tất cả thành viên của công ty nó phải là all the members of the company were asked to, chứ không thể company đứng một mình, hoặc là all the members of a company, nó phải có một cái giới từ đi kèm, được chưa? Do vậy mà cô quyết định không chọn phương án B nhá, và chúng ta sẽ chọn phương án D, được chưa? Staff. Ok. Huế mất điện, không có điện học bài à? Ok. Em có thể xem lại live cũng được nha. Ok, câu số 8 nhá. Write the name and address of your present in block capitals.
Cái này thường khi mà các em viết những cái giấy tờ đơn xin việc hoặc là viết những cái giấy tờ nó liên quan đến các cái thủ tục hành chính thì chúng ta sẽ nhớ, chúng ta phải nhớ cái câu này. Sau này ví dụ khi các em đi xin visa mà người ta nói câu này mà em lại không hiểu thì chết, đúng không ạ? Write the name là hãy viết tên của bạn, an address of your present. Hãy viết tên và cái địa chỉ hiện tại của bạn, đúng không ạ? À, hãy viết tên và cái địa chỉ của ai hiện tại ở block capitals. Block capitals tức là viết hoa, ở dạng viết hoa, đúng không ạ? À, ok, cái này nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải cái câu này nó sẽ yêu cầu chúng ta khi mà chúng ta viết ở trong cái thư giới thiệu ấy, viết tên và địa chỉ của ai, cái người hiện tại, cái người sếp hiện tại của mình, đúng không ạ? Nhá, viết tên và địa chỉ của nhà tuyển dụng bằng chữ in hoa, đúng không ạ? Employer này, chef này, chief này hay là boss. Ở đây người ta đang muốn cho em nhầm hai cái từ này vào với nhau này. Từ này của cô nhé, cô phiên âm là, từ này của cô phiên âm là chef. Chúng ta sẽ đọc là chef. Và cái này mang nghĩa là đầu bếp trưởng nhá. Đầu bếp, những cái đầu bếp lớn đấy ạ. Đúng không ạ, đầu bếp trưởng, chef. Ok, từ này từ chief, từ này từ chief của cô có nghĩa là người đứng đầu. Cái người đứng đầu, người có vai trò chính, đúng không ạ? Boss của cô ở đây là ông chủ, đúng không? Sếp, sếp của mình, đúng không ạ? Rồi, tuy nhiên lưu ý giúp cô, cái từ boss này nó sử dụng rất là thân mật các em nhé. Do vậy mà trong các văn bản giấy tờ chúng ta không bao giờ dùng cái từ boss này cả nhá. Giống như cái từ sếp của chúng ta đấy, không bao giờ chúng ta ghi vào văn bản giấy tờ là tôi xin giới thiệu ông sếp của tôi cả, đúng không? Mà bao giờ là tôi xin giới thiệu tôi xin giới thiệu lãnh đạo của tôi chẳng hạn, đúng không ạ? Chứ chúng ta không bao giờ chúng ta nói từ boss. Với từ boss nó là một từ thân mật. Do vậy mà đây là cái văn phong rất là trang trọng, chúng ta sẽ không dùng từ boss trong trường hợp này các em nhá. Chúng ta không dùng từ boss trong trường hợp này, đúng không ạ? Tiếp theo là từ chef của cô bỏ đi rồi, đầu bếp không liên quan ở đây rồi, đúng không ạ? Từ chief là từ người đứng đầu. Và từ employer là nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng, được chưa ạ? Hãy viết tên và địa chỉ của cái nhà tuyển dụng hiện tại của bạn bằng chữ in hoa, chứ không phải là người đứng đầu nhá. Chúng ta không chọn đáp án C và chúng ta chọn đáp án là A, được chưa ạ? Employer. Đúng rồi, số 8 sẽ là đáp án A. Tiếp theo câu số 9 này. Now that she is trained, she hopes to earn a living. Đây là một cái collocation vô cùng quan trọng nhá. Earn a living là kiếm sống. Đây là một cái collocation rất là quan trọng, sẽ gặp rất nhiều, được chưa? Now that she is trained, she hopes to earn a living as in an office. Ok, câu này là gì ạ? Bởi vì cái từ now that của cô ở đây, các em nhớ cho cô nó bằng với because. Đơn giản thôi, đấy. Nếu mà dùng because ai cũng hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà dùng now that thì tự dưng lại tưởng nó là từ mới. Không có gì mới cả nhá. Because or now that she is trained. Trained của cô ở đây là đào tạo. Bởi vì cô ấy được đào tạo cho nên cô ấy hy vọng là có thể kiếm sống với một cái công việc hay một cái chức vụ như thế nào ở trong office, đúng không ạ? Một cái vị trí như thế nào. Vậy ở đây cô sẽ phải điền tên của một vị trí việc làm, đúng không? Thứ nhất là staff, từ này to quá, đúng không ạ? Từ này là đội ngũ nhân viên, to quá, chúng ta không chọn được đâu nhá. Đội ngũ nhân viên, được chưa? Hoặc là một nhân viên thì phải là a staff, còn staff sẽ là đội ngũ nhân viên. À sorry, chúng ta loại đi phương án này chứ. Personnel của cô ở đây là thuộc về cá nhân, thuộc về nhân viên hoặc thuộc về cá nhân. Được chưa? Typewriter là người đánh máy. Người đánh máy. Và cô có từ clerk. Từ này không đọc là clerk em nhé. Từ này đọc là clerk. Từ này mang nghĩa là thư ký. Hoặc là một nghĩa nữa là người bán hàng. Nếu như người ta thêm cái từ sale vào đằng trước, sales clerk, người bán hàng. Ok, hoặc gọi tắt là clerk, được chưa? Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ không chọn là người đánh máy as a in an office. Bởi vì cô ấy được train mà, được đào tạo mà, đúng không? Cho nên là cô ấy sẽ không thể trở thành typewriter hay là personnel đâu. Đáp án của cô sẽ là D nhá, clerk. Được chưa? Bởi vì cô ấy được đào tạo cho nên cô ấy hy vọng sẽ có thể kiếm sống như là một thư ký làm việc ở trong văn phòng.
Ok. Câu số 10 của cô này. After Jack his job, he was unemployed. Unemployed của cô đây là thất nghiệp. Thất nghiệp. Ok. Anh ta bị thất nghiệp. Đúng không? Sau khi anh ta như thế nào thì anh ta trở thành một người thất nghiệp. Sau khi anh ta như thế nào thì anh ta trở thành một người thất nghiệp. Sau khi anh ta mất việc làm, đúng không ạ? Đằng sau chúng ta có từ job. Vậy bây giờ người ta muốn hỏi mình là vậy thì động từ nào đi với cái từ job để nó mang nghĩa là thất nghiệp, mất việc làm. Vậy dịch theo đúng cái nghĩa tiếng Việt của mình là mất việc làm nhá, thì cô sẽ có cái từ sau đây. Thứ nhất, từ drop của cô có nghĩa là đánh rơi. Đúng không ạ? Đánh rơi cái gì? Được chưa? Thứ hai, từ cut của cô, cut là cut. Cắt là cắt luôn, đúng không ạ? Từ tiếp theo, loss ở đây chính là đánh mất. Được chưa? Và nó chính là dạng phân từ 2 hay dạng quá khứ của động từ lose. Và broke ở đây là đánh vỡ, làm vỡ. Vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm, đấy là lose a job. Các em học cho cô nhé. Lose a job là mất việc. Đúng không ạ? Mất việc. Dịch theo đúng cái câu của nó luôn. Lose a job, make mất việc. Được chưa ạ? Với đáp án đây cô chọn đáp án C nhá. Sau khi mà Jack mất việc thì anh ta đã bị thất nghiệp 2 năm. Ok. Câu số 11, Jonathan took over. Ở đây cô có một cái cụm động từ này, các em cần nhớ. Took over là đảm nhiệm một cái vị trí, một cái công việc nào đó, đảm nhận hoặc là đảm nhiệm. Took over. Đúng không ạ? Rồi, Jonathan đảm nhiệm một cái công việc của một nhà gì đấy ạ? Nhá, của một cái công việc của một nhà quản lý, đúng không? Của Jonathan nhận công việc, đảm nhiệm công việc của một nhà quản lý, đúng không? Nào, khi mà cái ông Thomas này, ông ấy nghỉ hưu, retired của cô đây là nghỉ hưu. Từ này cũng là một từ rất là phổ biến khi chúng ta học về jobs and employment. Thứ nhất, từ left của cô đây là rời đi hoặc là còn lại. Được chưa? Rời đi hoặc là còn lại. Từ empty của cô đây là trống rỗng, làm cho trống rỗng. Resigned là từ chức. Được chưa? Và vacated là bỏ trống vị trí nào đó. Nhá, bỏ trống một cái vị trí. Được chưa? Bỏ trống vị trí. Nào, Jonathan đảm nhiệm công việc của một người quản lý. Đúng không ạ? Bị bỏ trống khi mà cái công việc này bị bỏ trống khi mà Thomas nghỉ hưu. Đấy. Và đây nó dùng mệnh đề quan hệ, tuy nhiên là nó rút gọn mệnh đề quan hệ và nó sẽ chỉ để động từ phân từ 2 ở đây thôi. Nhá. Vậy thì đáp án của cô ở đây là D, được chưa? Vacated, bị bỏ trống. Còn empty là làm cho trống rỗng. Được chưa? Làm cho trống rỗng nhá. Còn vacated là bị bỏ trống. Câu số 12 này, the company half its workforce. Ở đây cô có từ workforce là lực lượng lao động. Lực lượng lao động. Workforce nó là danh từ không đếm được nha. Nó là uncountable noun, danh từ không đếm được. Công ty này chỉ còn, hay là như nào ạ? Sa thải một nửa các cái lực lượng lao động của mình. Sa thải một nửa nhân viên lao động. Đúng không ạ? The company half là một nửa này, workforce là lực lượng lao động này. Công ty này làm sao đây? Sa thải một nửa cái lượng nhân viên của họ. Đúng không ạ? Ở đây có từ. Thứ nhất, unemployed là thất nghiệp. Và từ này nó sẽ thường sử dụng với nghĩa bị động. Là ai đó bị thất nghiệp. Be unemployed. Được chưa ạ? Turn down của cô đây là từ chối một cái gì? Dismiss là sa thải. Đúng không ạ? Làm cho mất việc. Và retired là nghỉ hưu. Nhá, thường chúng ta sẽ có somebody retired, ai đó vừa mới nghỉ hưu. Nhá, retire là nội động từ, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ có từ đáp án là dismiss, là sa thải một nửa nhân viên của mình. Được chưa? Công ty đã sa thải một nửa nhân viên. Rồi câu số 13, there were not any in the factory for bilingual secretaries. Bilingual của cô đây mang nghĩa là song ngữ. Song ngữ. Được chưa ạ? Câu số 13 của cô đây là song ngữ.
Đấy, tức là các cái công việc của thư ký hay là những cái người thư ký nhá, secretary của cô đây là thư ký. Now, there were not any in the factory. Không còn cái gì không còn cái gì ở trong cái nhà máy này để dành cho các thư ký mà có thể nói song ngữ. Không có cái gì. Thứ nhất, situations của cô đây mang nghĩa là tình huống. Được chưa ạ? Offers ở đây là lời đề nghị. Spaces là khoảng trống. Một cái khoảng trống nào đó. Và vacancies là chỗ trống việc làm. Chỗ trống việc làm. Hay cái này cô dịch vậy thôi chứ nó còn có, nó người ta có thể gọi là gì nhỉ? Vị trí việc làm đang còn trống nhá. Vị trí việc làm còn trống. Tức là vị trí việc làm vẫn còn đang cần người. Đúng không ạ? Và đây người ta sẽ có đáp án là D luôn. Được chưa? Cái này dễ lắm. Vacancy là một cái từ mà nó rất là hay gặp nhá. Rất là hay gặp đối với chủ đề việc làm. Nó chính là vị trí việc làm còn trống. Được chưa ạ? Không còn bất cứ cái vị trí nào còn trống ở trong cái nhà máy này để dành cho thư ký mà nói song ngữ. Được chưa ạ? Cô ơi, bao giờ live viết lại câu trong tuần tới? Trong tuần tới cô chưa live viết lại câu đâu em ơi. Sau khi cô phải kết thúc cái 30 ngày chuỗi live từ vựng này. Hôm nay là ngày thứ 23 và ngày 24 rồi, đúng không ạ? Tức là còn 7 ngày nữa. Tức là còn một tuần nữa cô mới bắt đầu cái chương trình mới. Là chương trình tổng ôn các kiến thức ngữ pháp, các kiến thức nền tảng các em nhé. Ok, các kiến thức tổng hợp. Cho nên là phải 7 ngày nữa cô mới bắt đầu chương trình mới kia cơ nhá. Cho nên là viết lại câu cô chưa live vào tuần tới đâu. Ok. Rồi câu số 14. I'm really enjoying my job. Tôi rất là thích công việc của mình. My new have made me very welcome. Ok. Nào, ai đó made somebody very welcome tức là gì ạ? Như nào nhỉ? Tức là rất là gì? Rất là thân thiện. Đúng không? Rất là thân thiện, rất là chào đón ai. Đúng không ạ? Rất là thân thiện, rất là nhiệt tình chào đón ai. Tôi rất là thích công việc của mình. Đấy, những cái người như thế nào mới thì rất là chào đón tôi. Colleagues ở đây là đồng nghiệp. Colleague nhá, các em lưu ý. Colleagues là đồng nghiệp. Colleagues, đồng nghiệp. Employees là nhân viên. Managers là người quản lý. Và boss là sếp. Ở đây là gì ạ? Đứng ở một cái khía cạnh là chào đón tôi, thân thiện với tôi thì sẽ là người, thường sẽ là người cùng với cả vị trí của mình, đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ chọn là đồng nghiệp của tôi nhá. Đồng nghiệp của tôi. Thứ nhất nếu em chọn boss thì cũng được. Nhưng mà có điều là động từ của cô ở đây là have, nó đang là động từ số nhiều. Suy ra cái danh từ ở đây nó phải là danh từ số nhiều, đúng không? Vậy boss cô không chọn được. Managers thì sẽ không phải là những người quản lý, mà thường sẽ chỉ có một người quản lý thôi, đúng không? Không chọn nhân viên thì chúng ta đồng đẳng với nhau. Chúng ta sẽ không gọi người ta là nhân viên, đúng không ạ? Mình sẽ gọi những người nhân viên giống như mình là đồng nghiệp. Rồi câu số 15 sẽ là câu cuối cùng trong buổi ngày hôm nay nhé. Ngày mai thì cô sẽ tiếp tục live cho các em nốt từ câu 16 cho đến câu số 30. Được chưa ạ? Và chúng ta sẽ còn live với nhau trong khoảng một tuần, hơn một tuần nữa. Thì bởi vì là ngày thứ 6 cô có cái lịch live trực tiếp với khóa ngữ pháp ở trong nhóm kín. Do vậy mà riêng ngày thứ 6 thì các em sẽ không học 30 ngày live từ vựng này. Do vậy mà mỗi một tuần nó sẽ bị delay một buổi. Do vậy mà 30 ngày nhưng mà thực tế nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35 cho đến 40 ngày nhá. Ok, bởi vì có những ngày chúng ta sẽ nghỉ. Câu số 15 này, she's more interested in. Ở đây cô có cụm là to be interested in là yêu thích cái việc gì? Yêu thích hay là quan tâm. Ok. Nhá, yêu thích hoặc là quan tâm. Được chưa ạ? She is more interested she's more interested in job. Ok. Ngày mai mấy giờ cô live? Cô bình thường thì cô sẽ live vào lúc 21 giờ em nhá. Cô sẽ live vào 21 giờ từ thứ 2 cho đến thứ 6, từ thứ 2 cho đến thứ 5 và thêm ngày thứ 7 chủ nhật. Đó lại là sẽ trừ một ngày thứ 6 là cô có lịch live ở trong nhóm kín của lớp ngữ pháp thôi. Thế còn lại thì cô đều live vào lúc 21 giờ. Và tất cả những cái hoạt động 21 giờ của cô đều là những hoạt động free dành cho các em nha. Ok, hiện nay cô sẽ chỉ có hai khóa học của cô là có tinh phí. Đấy là khóa ngữ pháp và khóa từ vựng. Đấy, khóa phát âm thì cô dạy free cho các em ngay từ đầu rồi. Và bây giờ đã kết thúc. Những bạn nào mà chúng ta muốn học lại phát âm từ đầu thì các em có thể join cái nhóm là Team Tiếng Anh Cô Thu Hải.
nhá. Em join vào nhóm đó thì sẽ có một cái hẳn một cái khóa phát âm cho em trong cái nhóm đấy rồi. Em chỉ cần tìm lại các livestream mà cô dạy lý thuyết cũng như là chữa bài trong đấy là em có thể học lại khóa phát âm. Và cái khóa phát âm đấy là hoàn toàn free. Là dạng hoàn toàn free nhá. Sau đó thì sẽ có khóa ngữ pháp và khóa từ vựng. Thì khóa ngữ pháp và khóa từ vựng hiện nay cô đang chạy, và khóa đó là khóa có phí. Và cô sẽ chỉ live duy nhất cho các bạn ý vào một tối thứ 6 thôi. Do vậy riêng tối thứ 6 thì cô sẽ không dạy free vào tối thứ 6 được nhá. Chúng ta sẽ nhường lịch đó cho các bạn ngữ pháp. Còn lại tất cả ngày khác vào 21 giờ thì sẽ đều là lịch live free của cô. Được chưa ạ? Rồi câu số 15. Câu số 15 này. She's more interested in job than making a lot of money. Nào, cô ấy yêu thích cái công việc, hay là cô ấy yêu thích cái gì của cái công việc đó hơn là việc là tạo ra tiền hay là kiếm được tiền, đúng không ạ? Tôi thực sự là yêu thích, cô ấy quan tâm đến, cô ấy thực sự là quan tâm đến cái sự hài lòng trong công việc hơn là cái việc kiếm tiền, đúng không? Vậy thứ nhất, cái từ enjoyment của cô đây là sự hưởng thụ, tận hưởng. Sự hưởng thụ, sự tận hưởng, được chưa ạ? Contentment của cô đây là sự bằng lòng nhá, sự bằng lòng. Và cái này nó mang nghĩa là sự vui vẻ, đúng không ạ? Ok. Satisfaction của cô đây là sự hài lòng. Và đây chúng ta sẽ dùng một cái collocation game nhá. Và cuối cùng của cô từ pleasure cũng là hài lòng. Tuy nhiên ở đây người ta lưu ý cho cô, các em lưu ý cho cô là chúng ta sẽ có từ gì để đi với từ job. Nào, sự hài lòng trong công việc chúng ta sẽ có job satisfaction. Ok, học luôn cho cô cụm này nhá. Job satisfaction. Ok chưa ạ? Job satisfaction là sự hài lòng công việc, sự hài lòng trong công việc. Cô ấy quan tâm đến cái sự hài lòng trong công việc hơn là việc làm ra tiền, đúng không ạ? Hơn là việc kiếm tiền. Ok. Rồi, vậy là ngày hôm nay cô Hải đã giới thiệu được cho các em rất là nhiều từ vựng hay liên quan đến chủ đề về jobs và employment. Và đây là những chủ đề nó rất là sát với cả việc thi. Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta ghi lại, take notes lại tất cả những cái nội dung mà chúng ta học được trong bài ngày hôm nay. Được chưa ạ? Để làm sao các em có được một cái cuốn cẩm nang từ vựng sau khi mà các em kết thúc 30 chuỗi ngày live của cô. Hôm nay cô thấy có rất là nhiều bạn mới xem live của cô. Các em có thể vào Facebook của cô và xem lại những cái live trước nhá. Bởi vì hôm nay cô đã live đến cái ngày thứ 23 rồi đấy nhá. Tức là trước đây đã có 23 cái live rồi, gần một tháng rồi các em ạ. Những bạn nào mà các em muốn học lại thì các em có thể vào trong Facebook cá nhân của cô hoặc là vào page của cô để các em xem lại các live mà cô đã chữa bài cho các em nhá. Ok, vậy nhá. Thank you các em rất là nhiều. Goodbye, see you.